Cập nhật quân sự mở ngày 19 tháng 7 Hằng Lâm và quân sự mở xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị sức khỏe và niềm vui. Tiếp sau đây sẽ là một số thông tin đáng chú ý xoay quanh cuộc vệ quốc của người Ukraine. Mở đầu là thông tin UAV-USV Ukraine phá vỡ cuộc tập trận của Nga ở khu vực Biển Đen. Cơ quan an ninh Ukraine SBU và lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào một căn cứ phòng thủ bờ biển của Nga ở Crimea vào rạng sáng ngày 18 tháng 7, một nguồn tin trong cơ quan tình báo nói với trang tin Kyiv Independent. Lực lượng Ukraine đã tấn công căn cứ trên hồ Donuslav cách Sevastopol khoảng 90 km về phía bắc, trong khi lực lượng hải quân Nga đang tiến hành một cuộc tập trận Nhờ UAV của SBU, cuộc tập trận này đã thất bại vì người Nga thậm chí còn không thể bảo vệ căn cứ của họ, chứ chưa nói đến hồ nước này, nguồn tin cho hay. Ngoài ra, cuộc tấn công đã sử dụng UAV và USV để tấn công căn cứ, gây hư hại cho trụ sở và trung tâm kiểm soát, một kho đạn dược, một trạm biến áp điện và các vị trí của Nga ven hồ. Nguồn tin cho biết thêm, cuộc tấn công là lời nhắc nhở rằng Crimea đang trở thành một cái bẫy đối với người Nga. Vào sáng sớm ngày 18 tháng 7, chính quyền Nga tuyên bố rằng thành phố cảng Sevastopol đã bị một USV của hải quân Ukraine tấn công. Kênh Telegram Crimean Winds đã chia sẻ một video cho thấy cảnh phía Nga bắn chặn USV. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng hạm đội biển đen đã phá hủy 10 USV ở biển đen đang hướng đến Crimea nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Ngoài ra, hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 33 UAV tấn công Crimea. Các cuộc tấn công thành công của Ukraine vào bán đảo Crimea đã buộc Moscow phải rút hầu hết lực lượng hải quân khỏi bán đảo. Tàu tuần tra cuối cùng của hạm đội Hắc Hải đã rút khỏi Crimea vào ngày 15 tháng 7. Điện Kremlin dự định cuộc chiến ở Ukraine sẽ kéo dài 10 năm, ISW cho biết. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị cho khả năng chiến tranh ở Ukraine có thể kéo dài thêm 10 năm nữa, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết. Hơn 2 năm sau cuộc chiến do Điện Kremlin phát động, vào tháng 2 năm 2022, Moscow đã đưa ra điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine, yêu cầu Kyiv nhượng lại lãnh thổ mà lực lượng Nga chiếm đóng. ISW ngày 17 tháng 7 trích dẫn cuộc phỏng vấn của cựu tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev với tờ báo Argumenti i Fakute, cũng như về việc các phương tiện truyền thông ủng hộ Điện Kremlin đăng tải các tuyên bố của ông. Trong cuộc phỏng vấn được công bố vào cuối ngày 16 tháng 7, ông Medvedev, hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố rằng không phải vô cớ khi tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ hy vọng rằng Ukraine có thể gia nhập liên minh quân sự này trong vòng 10 năm tới. Điều đó có nghĩa là không bao giờ Ông Medvedev cho biết và nói thêm rằng, đến năm 2034, không một nhà lãnh đạo nào của các nước NATO hiện tại sẽ còn tại vị, và một số thậm chí sẽ không còn trên thế giới này nữa. Hoàn toàn có khả năng quốc gia khét tiếng 404 cũng sẽ không còn tồn tại. ISW cho biết, quốc gia 404 bao vị quan chức Nga đề cập ở đây nhằm ám chỉ rằng Ukraine không phải là một quốc gia thực sự. Các hãng thông tấn nhà nước Nga đã biên tập lại các bình luận của phó chủ tịch hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev và tuyên bố ông đã nói rằng nhà nước Ukraine sẽ không còn tồn tại vào năm 2034. Có khả năng là để ủng hộ những nỗ lực của Điện Kremlin nhằm chuẩn bị cho công chúng Nga về một cuộc chiến tranh lâu dài ở Ukraine, trong khi cam kết rằng Nga sẽ hoàn thành mục tiêu phá hủy nhà máy Ukraine trong vòng một thập niên, ISW nhận định. Mặc dù ông Medvedev không nói rõ rằng Ukraine sẽ không còn tồn tại vào năm 2034, nhưng ASW chỉ ra rằng một số hãng thông tấn, bao gồm cả Trang TASS của Điện Kremlin, đã đưa tin về các tiêu đề như Medvedev khẳng định rằng Ukraine sẽ không còn tồn tại vào năm 2034 và Medvedev dự đoán Ukraine sẽ biến mất vào năm 2034 isw cho biết những tiêu đề này đã đưa ra các thông tin một cách cẩn thận và nêu ra khả năng về một cuộc chiến kéo dài thêm một thập kỷ nữa nhưng sẽ kết thúc bằng chiến thắng mà nga mong muốn những tuyên bố này cũng làm phản bác những nỗ lực gần đây của các quan chức điện kremlin nhằm truyền đạt ý tưởng nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với ukraine để chấm dứt chiến tranh và nhấn mạnh rằng mục tiêu cuối cùng mà điện kremlin mong muốn cho cuộc chiến là sự hủy diệt hoàn toàn nhà nước và người dân ukraine Điện Kremlin đã nêu rõ một số điều kiện mà Nga coi là không thể thương lượng, trong đó có việc Ukraine phải chấp nhận mất bốn khu vực gồm Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia. Vào ngày 14 tháng 6, Tổng thống Nga Putin cho biết Ukraine cũng phải từ bỏ kế hoạch gia nhập Liên minh quân sự NATO. Kiev tuyên bố rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải vô hiệu hóa việc sáp nhập lãnh thổ của Ukraine mà Nga thực hiện vào tháng 9 năm 2022, cũng như bán đảo Crimea mà Moscow sáp nhập vào năm 2014. Ukraine có thể đào vượt qua Nga về số lượng máy bay không người lái Kyiv đang tăng cường cung cấp UAV cho quân đội và có thể đảo vượt qua Nga về số lượng, phó tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Vadim Sukharevsky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Army TV. Ukraine đang nỗ lực mở rộng quy mô sản xuất UAV trong nước, đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 1 triệu UAV trong năm 2024. Trong nửa đầu năm nay, quân đội Ukraine đã nhận được số UAV nhiều gấp 6 lần so với năm ngoái. Ông Sukarevsky cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 18 tháng 7. Theo vị quan chức của chính quyền Kyiv, Ukraine hiện có hơn 165 loại UAV đang được thử nghiệm và sử dụng trên chiến trường về số lượng uav rõ ràng chúng tôi không thua kém thậm chí chúng tôi có thể đã vượt qua nga nhưng ví dụ mối quan hệ giữa nga và trung quốc mang lại cho nga lợi thế lớn hơn về mặt phụ tùng thay thế ông sukharevsky nói Kể từ khi Nga xâm lược toàn diện vào Ukraine, cả hai nước đã đầu tư mạnh vào công nghệ UAV, cách mạng hóa chiến tranh. Đối với lực lượng của Kyiv, vốn bị Moscow áp đảo về số lượng, UAV là một trong những vũ khí chính để tấn công tàu chiến, căn cứ hải quân, nhà máy lọc dầu và sân bay của Nga bên trong các vùng lãnh thổ bị chiêm đóng và sâu trong phòng tuyến của đối phương. Tại một diễn viên khác có liên quan, tại Ukraine, một số ít công ty khởi nghiệp đang phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ điều khiển một đội UAV lớn. Ukraine hy vọng việc triển khai UAV hỗ trợ AI trên khắp tiền tuyến sẽ giúp họ vượt qua tình trạng nhiễu tín hiệu ngày càng tăng, cũng như cho phép các UAV hoạt động theo nhóm lớn hơn. Phát triển UAV có sự hỗ trợ của AI ở Ukraine được chia thành các hệ thống trực quan giúp xác định và điều khiển thiết bị này nhắm vào mục tiêu, lập bản đồ địa hình để điều hướng và các chương trình phức tạp hơn cho phép UAV hoạt động theo nhóm lớn được kết nối với nhau. Một công ty đang làm việc về vấn đề này là Swammer, đang phát triển phần mềm liên kết các UAV trong một mạng lưới. Các quyết định có thể được thực hiện ngay lập tức trên toàn phi đội, chỉ cần người tham gia bật đèn xanh cho các cuộc tấn công tự động. Khi cố gắng mở rộng quy mô mà có sự tham gia của phi công, điều đó sẽ không hiệu quả, CEO của Swarmer, Sethi Kubrienko nói với hãng thông tấn Reuters tại Kyiv. Đối với một nhóm gồm 10 hoặc 20 UAV hay robot, con người gần như không thể quản lý chúng. Ông Kubrienko cho biết trong khi các phi công phải nỗ lực để điều hành các hoạt động liên quan đến hơn 5 UAV, thì AI sẽ có thể giúp xử lý hoạt động từ hàng trăm máy bay. Hệ thống có tên là STIC điều khiển một mạng lưới UAV trinh sát và tấn công với các kích cỡ trên không và trên mặt đất. Ông cho biết mỗi UAV sẽ có thể tự lập kế hoạch di chuyển và dự đoán hành vi của những máy bay khác trong phi đội. Công nghệ của Swarmer vẫn đang trong quá trình phát triển và chỉ mới được thử nghiệm trên chiến trường, ông Kupriyanko nói thêm. Ông Samuel Bendes, nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới, cho biết các hệ thống điều khiển UAV AI có thể sẽ cần một người tham gia để ngăn hệ thống mắc lỗi trong việc nhắm mục tiêu. Nhu cầu về UAV hỗ trợ AI đang trở nên cấp thiết hơn khi cả hai bên triển khai các hệ thống chiến tranh điện tử làm gián đoạn tín hiệu giữa phi công và UAV. Đặc biệt là UAV FPV nhỏ, giá rẻ, vốn đã trở thành phương tiện chính để cả hai bên tấn công đối phương từ năm 2023, đang chứng kiến tỷ lệ trúng mục tiêu giảm khi tình trạng gây nhiễu tăng lên. Ông Bennett cho biết, Nga đã phát triển UAV và thiết bị không người lái mặt đất, có sự hỗ trợ từ AI trước cuộc xâm lược năm 2022 và đã đạt được một số thành công. Và nối tiếp là thông tin, Nga có thể triển khai tên lửa hạt nhân để đáp trả vũ khí Mỹ ở Đức. Moscow không loại trừ khả năng triển khai thêm tên lửa hạt nhân để đáp trả kế hoạch đặt vũ khí thông thường tầm xa của Mỹ tại Đức, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 18 tháng 7 cho biết. Truyền thông Nga Interfax trích lời ông Ryabkov nói rằng việc bảo vệ khu vực Kaliningrad của nước này nằm giữa các thành viên NATO là Ba Lan và Litva là mối quan tâm đặc biệt. Tôi không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào, ông Ryabkov nói với các phóng viên tại Moscow khi được yêu cầu bình luận về kế hoạch triển khai tên lửa của Hoa Kỳ tại Đức. Tuần trước, Washington cho biết họ sẽ bắt đầu triển khai tại Đức các loại vũ khí, bao gồm tên lửa phòng không SM-6, Tomahawk và tên lửa siêu thanh mới từ năm 2026, để chứng minh cam kết của mình đối với NATO và quốc phòng châu Âu. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moscow sẽ tiếp tục sản xuất tên lửa đất đôi đất tầm ngắn và tầm trung và quyết định nơi triển khai nếu cần. Hầu hết các hệ thống tên lửa của Nga đều có khả năng lắp đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân. Trang Interfax trích lời ông Ryabkov nói rằng Nga sẽ lựa chọn nhiều phương án để đáp trả hiệu quả nhất đối với động thái của Hoa Kỳ. Vị quan chức Moscow nói thêm rằng Kaliningrad, phần cực Tây của Nga, bị tách rời khỏi phần còn lại của khối đất liền, từ lâu đã thu hút sự chú ý không lành mạnh của đối thủ. Các tên lửa mà Nga và Hoa Kỳ đang cân nhắc triển khai là vũ khí mặt đất tầm trung đã bị cấm theo Hiệp ước Hoa Kỳ Liên Xô năm 1987. Washington đã rút khỏi Hiệp ước vào năm 2019, cáo buộc Nga vi phạm nhưng Moscow đã phủ nhận giới chuyên gia an ninh cho biết các đợt triển khai theo kế hoạch là một phần của cuộc chạy đua vũ trang làm gia tăng thêm một loạt các mối đe dọa vốn đã phức tạp vào thời điểm căng thẳng gây gắt về cuộc chiến ở ukraine việc nga triển khai tên lửa hạt nhân ở kaliningrad sẽ gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới phương tây vì khu vực nằm trọn giữa các nước nato ở trung tâm châu âu tiền đồn quan trọng bậc nhất của nga trong trận chiến chống lại nato Tuy nhiên, theo ông Andrei Baklitsky, chuyên gia kiểm soát vũ khí tại Viện Nghiên cứu Giải trừ quân bị của Liên Hợp Quốc, cho biết các bệ phóng tên lửa của Nga ở Kaliningrad có thể bị tình báo và giám sát của NATO phát hiện từng giây. Vì vậy, việc triển khai như vậy sẽ chỉ mang tính chất đe dọa trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào đầu tuần này, ông Baklisky cho biết Nga cũng có thể triển khai tên lửa ở các khu vực Moscow, Leningrad hoặc ở Chukotka thuộc vùng Viễn Đông, từ đó họ có thể nhắm mục tiêu vào Alaska hoặc thậm chí là California. Moscow bình luận về kế hoạch của ông Trump về chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ngày 18 tháng 7, Nga cho biết rằng lời khẳng định của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông có thể nhanh chóng chấm dứt chiến tranh Ukraine nên được xem xét một cách thực tế, vì ông đã từng cam kết sẽ có bước đột phá về hòa bình ở Trung Đông nhưng không đạt được trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Maria Zakharova nói rằng Moscow đã ghi nhận các tuyên bố của ông và của người đồng hành tranh cử, chức phó tổng thống mới được đề cử là JD Vance. Chúng tôi đã thấy các tuyên bố, Trump nói rằng ông sẽ giải quyết xung đột trong vòng 24 giờ. Sau đó, Vance nói rằng Trung Quốc là vấn đề lớn đối với Hoa Kỳ so với xung đột Nga-Ukraine. Bà Zakharova nói với các phóng viên, cần phải tách biệt lời lẽ trước bầu cử khỏi các tuyên bố của các quan chức chính phủ có thẩm quyền thích hợp. Nếu chúng ta nói về việc liệu có thể giải quyết xung đột hay không, hãy thực tế. Bà Zakharova cho biết, Ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống 2017-2021 đã đưa ra những tuyên bố đầy tham vọng về việc giải quyết xung đột Trung Đông. Họ đã chuẩn bị cho thỏa thuận thế kỷ trong một thời gian khá dài, nhưng nó không kết thúc bằng bất cứ điều gì. Và ngược lại dưới thời Biden, một thảm kịch lịch sử to lớn đã xảy ra, và Zakharova nói ám chỉ đến cuộc chiến ở Gaza. Tại cuộc họp báo hàng tuần, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga cũng được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Ukraine Zelensky trong tuần này rằng ông muốn có một kế hoạch sẵn sàng vào tháng 11 để Kyiv có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế lần thứ hai. Ông Zelensky cho biết, Nga quốc gia không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Thụy Sĩ vào tháng trước nên có mặt tại sự kiện lần này tháng trước tổng thống nga putin nói rằng điện kremlin sẵn sàng chấm dứt chiến tranh nhưng chỉ khi ukraine từ bỏ toàn bộ bốn khu vực mà moscow tuyên bố đã sắp nhập ukraine ngay lập tức bác bỏ những điều khoản đó nói rằng chúng tương đương với việc đầu hàng và đến đây phần cập nhật trưa nay cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hằng long và quân sự mở xin chào và hẹn gặp lại quý vị E